Được chưa? Có rồi đấy. Lên lên rồi đi gì ạ? Rồi. Bắt đầu. Nhưng mà gì cầm như vậy? Hello. Mỏi tay. Đi ra xe lấy cái tay. Lấy cái tay cầm. Phúc ơi. Hello, đi ở ngoài đường. Đi ra đây. Hello, xin chào toàn thể các quý vị khán giả nhé. Hôm nay Phúc Tài Chính đến nhà cô Lan chơi. Và hôm nay Lan có thông báo với cả nhà là sẽ giao lưu cùng với khán giả trên kênh Lan Nguyễn TV. Lời đầu tiên thì cô Lan với Phúc Tài Chính xin chào tất cả các quý vị khán giả và chúc các quý vị khán giả một buổi trưa thật là vui vẻ. Đi ra đây Phúc ơi. Cái này nhé. Hả? À, để ra lấy cái que. Hôm nay Phúc Tài Chính đang ở nhà chị Lan. Cảm ơn 40 người đã vào để giao lưu cùng với Phúc Tài Chính và chị Lan. Xin chào cả nhà. Phúc Tài Chính thì hiện nay đã yên bề gia thất và Lan cũng muốn thông báo với cả nhà là Phúc đã có một người chồng rất là tuyệt vời, có một điểm tựa và bây giờ thì hai vợ chồng Phúc đang đi tuần trăng mật. Đây con ơi, đây, con cái gì cái. Không, ôi thôi mày lại bảo mày cắt cái điện thoại của. Cảm ơn cả nhà, để Lan đang chuẩn bị cái gậy để like. Đây. Gì có hai cái. Đây. Hi, chào tất cả các cô chú anh chị và cô chú anh chị trên kênh cô Lan Nguyễn TV ạ. Chào Kiều Long. À, Kiều Long hôm nay cầm cờ lê cho chị nhá. Cảm ơn 75 người hôm nay đã vào trong livestream của Lan Nguyễn TV và Phúc Tài Chính. Chào Leo Trương Văn. Chú chào Phúc Tài Chính, chúc sức khỏe. Vâng ạ, rất là cảm ơn các cô chú đã chúc mừng hạnh phúc cho Phúc Tài Chính. Và ngày hôm nay thì rồi cũng đã xe duyên, xe tơ kết tóc để cho Phúc Tài Chính đã có được một gia đình hạnh phúc và có một tình yêu rất là đẹp. Thì cái này cũng là nhờ cái sự cổ vũ của tất cả các anh chị em chính nghĩa và rất nhiều khán giả đã động viên, tạo động lực cho Phúc Tài Chính. Và cuối cùng thì hạnh phúc cũng đã đến. Phúc Tài Chính hôm nay vẫn là đang trên đường đi hưởng tuần trăng mật. Mình ngồi ở đâu cho nó đẹp nhỉ? Lan, đây con cầm kìa. Cả nhà ơi, thì bây giờ là ngồi trong nhà hay ngồi ngoài sân cho vui nhỉ? Chào Hiền Trần, chào chị Lan. Hôm nay thì chú mình chỉ nói chuyện và vui cùng Phúc Tài Chính. Ngồi sang bên này cho nó đẹp không con? Ngồi cái chỗ nào cái view cho nó đẹp. Nhà gì chỗ nào cũng đẹp. Phúc Phúc đây đẹp, bên đây có hoa. Đâu đâu, đây cho hoa hay là đứng chỗ này chẳng có hoa nhá. Đây. Nhà Lan thì chỉ có nhiều hoa thôi. Chỗ này thì nó hơi ngược nắng. Hôm nay thì vui lắm, chị Lan đón được Phúc Tài Chính về đây. Thì nhiều người hỏi rằng là chị Lan ơi, cái buổi Phúc Tài Chính đám cưới thì sao chị Lan lại không đi? Thì nói thật với cả nhà là Phúc thì cưới ở ngoài miền Bắc mà chị Lan thì ở trong Nam, cho nên là không ra được. Thì hôm nay ấy, Phúc Tài Chính đã đưa chồng đến tận nhà chị Lan để chào chị Lan. Để chào. Và hôm nay thì mới thực sự là gặp mặt con rể. Mọi người nói rằng là này bạn Hải Đăng ơi, đừng có nói là Phúc Tài Chính thảo mai, mà Phúc Tài Chính thực sự là rất chân chất và nhiều khi kinh nghiệm sống ở trên không gian mạng cũng chưa nhiều và va chạm với nhiều người mà đạt đến ở cái mức độ mà gọi là như cô Nguyễn Phương Hằng thì cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Thế cho nên là có những cái sơ suất thôi, nhưng thực chất thì Phúc Tài Chính là một cô gái rất là dễ thương, ngoan ngoãn và cũng có học thức. Cho nên là cả nhà cũng nhìn Phúc Tài Chính bằng cái con mắt nó thoáng hơn. Pháo chụp mã đội. Em Phúc Tài Chính trăm năm hạnh phúc, cảm ơn anh pháo trực mã đội và cảm ơn hơn 100 người ngày hôm nay cũng đã gặp gỡ Lan Nguyễn TV và Phúc Tài Chính. Cảm ơn anh Sinh Trần là chúc hai cô cháu vui vẻ mạnh khỏe.
À, gặp phúc ạ, nhớ thầy Quân. Vâng, thôi thì thầy câu Quân chuyện có gửi lời chúc mừng con rồi. Câu chuyện thầy Quân và Phúc Tài Chính nó giống như là một câu chuyện cũng rất là vui. Đi ra ngoài sân cho nó đẹp đi, ở vì ngoài này thì cũng mát lắm. Phúc mang hai cái ghế con đây. Bây giờ lại ra ngoài này để ngồi cho nó mát để nói chuyện thưa chuyện cùng các quý vị. Và ngày hôm nay thì rất nhiều người cũng muốn là chị Lan nói vài lời về Phúc Tài Chính, xem là Phúc Tài Chính có những cái thay đổi gì và cuộc sống tương lai sau này sẽ như thế nào. Phúc ơi, ngồi đây cho nó mát đi con ơi. Đây. Thì thưa với tất cả các quý vị khán giả, là ai cũng mong muốn là mình là một cô gái được cha mẹ nuôi dạy, ăn học, học xong đại học thì cũng muốn là có một tình yêu đẹp và có một sự nghiệp vững chắc và có những cái người bạn rồi những người đồng chí đồng hành cùng với mình trong cuộc sống. Thế và Phúc Tài Chính thì cũng là cái nhân duyên có một kênh YouTube và được gặp gỡ tất cả các quý vị khán giả. Rồi khi mà gặp câu chuyện của cô Nguyễn Phương Hằng thì Phúc Tài Chính cũng rất ngưỡng mộ cô Hằng và yêu chính nghĩa và cũng muốn là vạch mặt tất cả những cái nó khuất tất trong xã hội và những người mà gọi là có những cái mác, cái danh, để rồi đứng đằng sau đấy là những cái mà trục lợi trên cái mồ hôi nước mắt của cộng đồng. Thế thì thôi thì người ta gọi là khi mà mình đứng trước một cái tập thể rất lớn là cộng đồng xã hội trên toàn cầu thì không thể nào tránh khỏi được những cái sơ suất của một cô gái mà gọi là chưa có nhiều kinh nghiệm trong trường đời. Thế nhưng mà Phúc Tài Chính cũng đã cảm ơn tất cả các anh các chị ạ. Phúc Tài Chính cũng đã có những cái nhìn nhận lại bản thân mình, rút kinh nghiệm và đã nỗ lực đứng lên và cũng đã xin lỗi tất cả các bác, các cô, các chú lớn tuổi, rồi có những cái mà cũng đã tự hoàn thiện mình. Và rất may mắn là trong cuộc sống thì Phúc Tài Chính có những cái sự may mắn là đã gặp được rất nhiều các cô bác anh chị đã làm một cái điểm tựa và cũng có những cái lời khuyên, có những cái lời góp ý để Phúc Tài Chính hoàn thiện mình hơn. Và có một cái điều may mắn nhất đối với người phụ nữ đó là đã gặp được một nửa của cuộc đời mình. Và cái đấy là cái mà mừng nhất cho Phúc Tài Chính. Ngày hôm nay thì thực sự mà nói là chị Lan thì không còn cái điều gì vui hơn khi mà nhìn thấy Phúc Tài Chính đã vững vàng và bên cạnh cũng đã có một cái người đàn ông để làm điểm tựa cho mình. Vâng, chúc hai cô cháu có buổi live stream thật là vui vẻ. Và ngày hôm nay thì đấy, Phúc Tài Chính cũng đã không quản ngại đường xá xa xôi, đi từ miền Bắc vào miền Nam để phải gặp cô Lan bằng được và phải đưa chồng đến tận nơi. Thì cái này là một cái để cho các khán giả trên cộng đồng mạng thấy rằng Phúc Tài Chính là một người có nghĩa, có tình, có trước, có sau và cũng ghi nhận tất cả những cái sự chỉ bảo, dạy dỗ và tận tình của cô Lan để ngày hôm nay Phúc Tài Chính trở lại cộng đồng mạng một cách tự tin và không phải một mình nữa mà đã có một người bạn đời. Và người bạn đời này thì Phúc Tài Chính cũng rất tự hào là: cô Lan ạ, con không nghĩ rằng cuộc đời con lại gặp được chồng con như ngày hôm nay. Anh ấy là một cái người mà thực sự là con mơ ước. Thứ nhất là có đạo đức, có hình thức, có nội dung và có một cái tình yêu rất là nồng cháy và thực sự là một cái người mà sẽ che chở cho Phúc Tài Chính trong cái quãng đời tiếp theo nữa. Thì cái đấy là cái mà chúng ta thấy rằng thôi thì người ta gọi là có phúc thì có phần. Và ngày hôm nay thì chị Lan trước cộng đồng mạng cũng muốn nói với cả nhà là tất cả quá khứ đã qua rồi thì chúng ta hãy nhìn Phúc Tài Chính bằng một cái nhìn yêu thương và cũng có những cái cổ vũ động viên để Phúc Tài Chính càng ngày càng có một cuộc sống hạnh phúc. Bởi vì Phúc Tài Chính cũng là một cô bé có học và cũng muốn làm những cái việc có ích cho xã hội. Cảm ơn Kiên.
Cảm ơn Kiên. Không, tất cả những ai mà chưa gặp Phúc Tài Chính, chưa tiếp xúc và có những cái lời mà nói chưa đúng, chưa chuẩn về Phúc Tài Chính thì Lan tin là sẽ có ngày các anh các chị cũng sẽ nghĩ lại và cũng sẽ hiểu đúng hơn, bởi vì chúng ta đều là những công dân của đất nước Việt Nam, không vi phạm pháp luật, chẳng qua chỉ là những cái sơ suất do cái đối nhân xử thế hoặc là cái kinh nghiệm trường đời cũng chưa có. Chứ thực ra thì Phúc Tài Chính, chị Lan nhìn người thì cũng không sai, bởi vì nhìn cái bản chất sâu của con người đấy là có tâm, có đức và thực sự là có cái nghị lực vươn lên. Bây giờ cuộc sống thì ai cũng muốn là suôn sẻ, rồi có những cái nó thuận lợi, nhưng mà họ nói rằng cuộc sống đi đến thành công thì không phải đi trên một con đường trải đầy hoa hồng. Và Phúc Tài Chính thì cũng có những cái lúc vấp ngã tưởng chừng như là không vực dậy nổi, và nhờ cộng đồng mạng, nhờ những người hiểu và động viên khích lệ, rồi vị tha để ngày hôm nay có một Phúc Tài Chính vẫn vui tươi và vẫn rất là yêu chính nghĩa và yêu tất cả các cô bác anh chị trên cộng đồng mạng đã ủng hộ cho kênh Phúc Tài Chính cũng như là kênh của Lan Nguyễn TV. Thôi đi con già đi. Vâng ạ, hôm nay thì có lẽ là sẽ rất là nhiều người cũng không bằng lòng, nhưng mà thôi thì mọi người cũng thông cảm và hãy nhìn chúng mình bằng những cái tình cảm nó thân thiện hơn. Thế còn thực ra thì cũng cơm ai nhà nấy ăn, và cuộc sống thì công việc của ai người đấy làm, và chúng ta chưa gặp nhau. Hải Bùi vậy mà xong rồi nó đã... Không đâu bạn ơi, mình chỉ thương chị Hằng thôi. Vâng, tại thời điểm này thì ai cũng rất là thương chị Hằng. Chào Jerry Trần. Phúc Tài Chính cũng vẫn luôn luôn nhớ về cô Hằng, và chắc chắn là nếu như là sau này cô Hằng được trở về với gia đình, với xã hội và với công việc thì cô cháu sẽ hiểu nhau nhiều hơn, và Lan cũng nghĩ là cô Phương Hằng cũng sẽ vẫn thương Phúc Tài Chính thôi, bởi vì Phúc Tài Chính có làm gì hại cho ai đâu. Thế thì thôi cả nhà cũng vui cho cái hạnh phúc mới của Phúc Tài Chính, và có cái điều gì không nên không phải thì cũng xin mọi người bỏ qua cho em Phúc, và từ hôm nay chúng ta sẽ làm lại từ đầu bằng những cái tình cảm yêu thương nhất, bằng những cái nhìn nhận nó thiện chí hơn. Và vâng ạ, tạm biệt anh. Mọi người đi ăn chưa rồi? Đi ăn chưa? Thế thì thôi thì cô cháu em cũng chào tất cả mọi người, và để cho mọi người thấy rằng là Phúc Tài Chính cũng đã đến nhà cô Lan, và hai cô cháu cũng gặp gỡ khán giả và gửi lời cảm ơn những tình cảm mà khán giả đã dành cho Phúc Tài Chính và Lan Nguyễn TV. Bây giờ thì cũng muộn rồi, là 12:44 rồi. Lan xin dừng cái buổi giao lưu trò chuyện với khán giả tại đây. Cảm ơn tất cả các anh, các chị, các cô bác anh chị đã ủng hộ cho Phúc Tài Chính và Lan Nguyễn TV. Bye bye, xin chân thành cảm ơn. Hẹn lại vào buổi live stream tiếp theo ạ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Phúc Tài Chính có nhớ luật sư Kim? Có, con mới có gặp luật sư Kim. Vâng, tò mò nên cũng vào xem thôi, nghe Phúc Tài Chính ủng hộ nhà trí thức. Thôi ạ, có thể mọi người hiểu chưa đúng, nhưng mà Phúc Tài Chính vẫn là một cô gái tích cực, yêu cuộc sống hạnh phúc, và cũng là một người yêu chính nghĩa, và nghĩ rằng là chúng ta hãy cởi mở với nhau hơn, và Phúc Tài Chính cũng sẽ nỗ lực hơn, cố gắng hơn để trở thành một người công dân tốt trên đất nước Việt Nam ta. Bây giờ thì xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe tâm sự của Lan và Phúc Tài Chính. Phúc Tài Chính chào khán giả đi con. Dạ vâng, con xin chào tất cả cô chú anh chị khán giả kênh cô con Lan Nguyễn. Sai thì con cũng xin lỗi. Con kênh cô Lan Nguyễn TV, và con cũng rất là vui khi ngày hôm nay được đến kênh đến nhà cô Lan Nguyễn TV ở đây rất là rộng rãi và đẹp, và xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả cô chú anh chị khán giả. Có những cái gì mà con còn thiếu sót thì con vẫn sẽ nỗ lực trau dồi để ngày càng hoàn thiện hơn, để mai sau khi đến ở độ tuổi cô Lan như thế này thì sẽ rất là hạnh phúc và vẫn là sống luôn luôn viên mãn. Đấy là vui nhất. Và nhà cô Lan rất là đẹp. Rất là đẹp và nhiều gió. Xin chào và hẹn gặp lại các quý vị. Bye bye. Bye bye, xin chào ạ.